game today. Ok, nói chung là chuyện này hay, chuyện này xem Navi bắn với Faze Clan cũng hay. Để xem chuyện này á. Hello anh em vừa nhận ra tiếng của ai không? Đây chính là Gen Queen đấy các bạn ạ. Người đầu tiên của Việt Nam lên Queen. Và hôm nay thì mình sẽ vào cái lobby của bạn ý để chơi một cái trận, xem thử là Clyde đấu với Queen thì nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Hồi hộp quá các bạn ạ. Đó các bạn thấy chưa? Đây này có cả Singum Proxy nhá. Wow. Một lobby mà có quá nhiều idol. Đây, đây chính là queen của chúng ta. Đó, pick ngay cái PS rồi. Trận này là trận gọi là toàn là các cái chủ tịch đấy. Toàn chủ tịch xong giả vờ làm nhân viên đây. Đưa ra một cái thông điệp là đừng có coi thường người khác. Đừng có đánh giá người khác có vẻ bên ngoài. Đó. Vì ở đây hôm nay mình đánh là toàn với cao thủ nên là cái chiến thuật mà xây dựng thì chắc chắn sẽ là một cái chiến thuật mà để tạo lên một cái đội hình mạnh nhất rồi. Ở trên một cái bàn cờ này mình sẽ tạo ra một cái đội hình mạnh nhất để chống chọi lại với cả những cái thế lực khá đáng sợ ở bên kia. Sẽ không có eco hay là không có gọi là xây dựng bộ từ ban đầu các bạn nhé. Đánh thế nào để nó có thể mạnh nhất được thôi. Đó. Wow. Ba con tròn đã có một con level 2 rồi. Đánh hay lại còn cam may nữa thì thế nào? Con tay ly máu trâu mà đập rất chậm. Cái phiên bản mới nó có cái MOM, nó giúp cho là khóa skill cộng với cả là tăng tốc đánh thì nó rất là hợp với con này. Tí nữa để dành xong mình sẽ có thể là cho cái con tay ly này cầm cái đó, cái món đồ đó. Nhận thấy là ở trên cái bản đồ này ít người chơi hệ Warriors, cộng thêm với cả việc là con tay ly này rất ít người chơi nên là mình mua con tay ly rất dễ lên level 2 các bạn nhá. Là bây giờ mình đã có tay ly level 2 rồi, không ai chơi mà. Không ai quay, không ai mua thì mình có thôi. Mình sẽ mua hết tiền luôn để tích trữ cái đội hình ở đây, xem tí nữa thì mình sẽ đi theo cái gì thì mình sẽ
một thời gian nữa thì mình sẽ chọn cứ cái đội nào mà nhiều nhất thì mình chơi thôi. Tạm thời thì mọi thứ đều ổn. Hay lắm. Ở đây có một con Razo có thể đưa lên luôn để kết hợp với con tay đi luôn. Nhận thấy là bây giờ tao đã có ba cái Magic Dam rồi. Đưa vào luôn các bạn nhá. Mình sẽ đưa một cái đội hình mạnh nhất up level luôn ở round thứ 5 này. Đưa đội hình mạnh nhất lên. Mặc dù là mình cũng rất muốn mua con SF nhưng mà không. Mình quyết định là sẽ để có được 5 người con ở trên bàn cờ thì mình quyết định up level luôn để lấy cái lợi thế win streak, kiếm thêm tí tiền. Tí nữa còn đánh với cả Queen chứ. Cái Queen bây giờ cũng đang ở top rồi. Queen bây giờ có vẻ là đang có ba con tròn thì chắc chắn là sẽ xây dựng theo cái đội hình là tròn rồi. Ui, vừa bán hai con drone đi. Ui, không sao. Mình sẽ xếp lại cái đội hình một chút. Đưa con tay lìa lên cao nhất. Tận dụng cái elemental của nó. Đấy. Để cho những cái em đánh gần đánh vào thì là sẽ bị hóa đá. Tận dụng tối đa. Đây rồi. Hay lắm. Đó, các bạn thấy chưa? Tất cả đều đánh vào nó và hóa đá hết. Đó, nhân phẩm vô cực SF tròn cộng thêm một con orc. Mình cứ đưa những cái con nào mạnh nhất vào thôi nhá. Con Clock của mình lên level 2 mình đưa vào luôn. Tận dụng cái lợi thế là lên level. Ủa, đã có luôn rồi rồi. Xanh thế. Top 1 đây, mình gặp top 1 đây. Top 1 mà có luôn được rui sớm thì khả năng cao là sau này nó sẽ đi theo cái bộ được rui bait. Đó. Queen lên top 1 nhân phẩm rồi kìa. Chưa lên được level 6 các bạn ạ. Mình sẽ đợi lượt sau. Giữ thêm một lượt đi. Tích thêm tí tiền. Giờ mình có 10 đồng bullet rồi. Họ có tay ly nhưng mà tay ly của mình mạnh hơn. Có hiệu ứng Elemental kèm theo đó là một cái khả năng là dồn sát thương phép. Mình vẫn sẽ mạnh hơn. Đó. Trên cái bản đồ này là mình đang tận dụng những cái lợi thế về các cái hiệu ứng đem lại khi kết hợp những cái quân cờ với nhau.
Ôi, lại có một con Morphling này, có lên là chơi theo cái núi Elemental không nhỉ? Đưa cái con SF này vào đã. Cho lên level 6 nhanh, giữ win trick. Tí nữa mà có thêm Razor, có thêm Morphling thì có khi là mình sẽ tính đến cái việc là chơi cái bộ Elemental. Mà chơi cái bộ Elemental này mà đánh với ở Queen thì cũng mạo hiểm quá. Khi mà vừa lấy mình nhìn thấy là cái bộ Tron. Nhưng mà Queen đang chơi cái bộ Tron thì có vẻ như là sau này nó toàn đánh xa thôi. Chết rồi, mất Queen trích mất rồi. Gặp Singum Proxy đây. Một cái game đấu mà toàn những cái người rank cao chơi với nhau, nhưng mà toàn chơi những cái league, những cái ơ cao mà rank cửa lai thế này thì cú lừa. Nếu mà mình cứ chơi theo cái lối Elemental thì sau này gặp Tron thì cũng hơi khó, bởi vì Tron thì nó đánh xa là nhiều hơn, thì cái hiệu ứng Elemental gần như là vô tác dụng. Mình sẽ kết hợp cái phép đó. Wow. Đánh cái kiểu gì mà cần được cái bộ tròn này kia. Chơi Elemental này mình sẽ tận dụng, mình sẽ ăn được quái rất là nhiều các bạn. Đó. Không ra thêm cái gậy nhỉ, quên mất tên rồi. Lắp luôn lên cái mưa. Ồ, lại thêm một cái con móc Flinch này. Mua móc Flinch. Bán luôn DK mua móc Flinch bạn nhé. Mình sẽ xây dựng cái núi Elemental luôn. Đưa đồ hết cho tài lì luôn. Ở những cái mức rank cao ấy, người ta chơi nó là như thế này đây. Đó là có cứ kết hợp những cái con trên bàn cờ vào để được mạnh nhất thôi. Họ không hề có chơi cái lối chơi gọi là ui thua rồi. Họ sẽ không giữ tiền đâu các bạn. Ví dụ ở đây có 20 tiền thì mình sẽ giữ ở cái mức 20 thôi. Đó, sau đó có thể nâng cấp lên để giữ streak và giữ nguyên cái mức 20 đó. Hoặc mình có thể xanh hơn. Đó là tùy vào chiến thuật. Thì mình sẽ giữ hoặc là mình bung tiền ra. Bây giờ ở bên kênh của Queen ý, cũng đang live stream nhá. Các bạn có thể sang bên đó xem. Con orc đấy đến level 6 vẫn chỉ mua một con nên bán đi thôi. Thay vào đó là một con ký hiệu sơ lai thì sức mạnh nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cố nào, cố lên nào. Được rồi, hay lắm. Đó các bạn thấy không? Mặc dù ra skill hơi chậm nhưng ký hiệu sơ lai này một khi mà đã bắn được ra thì là chỉ có chết một đàn. Ở đây là con Kunkka này. Giờ mình phải bán con gì để mua con Kunkka nhỉ? Ace nữa mà dùng không nhỉ? Để bán con Ace đi. Ace bây giờ hoặc là Beastmaster. Một trong hai con bây giờ mình có thể suy nghĩ. Thôi. Bán Ace đi. Bán Ace và đợi lên level 7.
Wow, ba assassin, assassin kết hợp với cả, ủa mạnh quá, Singum Proxy đây rồi, assassin kết hợp với cả mech goblin, khỏe đừng hỏi. Mình phải bán con Acelot để mình lấy ba ba tiền nhá. Bolt ở lượt cái này. Đây rồi. Ủa, ui, Queen. Queen level 7 rồi. Có hệ Undead kết hợp với cả Drow. Đam to. Tron nữa, đánh nhanh. Wow, level 7 hết rồi. Mình vẫn level 6. Và mình quyết định là sẽ giữ tiền thêm một lần nữa. Từ từ đã các bạn. Mình vẫn có thể chống được, chống cự được. Thua nhưng vẫn ít máu thôi. Vẫn ít ít máu thôi. Thua nhưng mà mất ít thôi. Không mất nhiều. Ui, skill khéo thế. Bắn cố lên con. Ui, không cố được luôn. Không đau skill nhanh quá. Cố lên một con nữa. Mất 4 máu rồi. Bình thường. Wow. Có nhà có hai con SF2 rồi. Cũng dã man đấy. Hiện tại vẫn cứ theo cái lối chiến thuật. Nó là một con chim mồi tai ly đứng ở đằng trước cho các bạn đập thoải mái vào. Còn cái đội Magic ở đằng sau nó sẽ có tác dụng là gây đam. Mình cứ chơi cái bộ Magic cho nó. Gọi là chắc bài. Bởi vì mấy cái ông này rất là hay chơi ép. Rồi thì Assassin thì thực ra thì bây giờ khi mà mình xây dựng cái lối xây dựng chiến thuật đó là tương lai là đi theo cái lối Elemental này thì những cái bạn mà chơi Assassin thì khóc ra tiến mán luôn. Chính xác là như thế. Mình sẽ giữ tiền thêm một lần nữa. Mình quyết định sẽ giữ tiền đến 50 luôn. Và chấp nhận là chơi ở cái mức là level 6, 6 con trên bản đồ để lấy được cái lợi thế về tiền. Còn bây giờ mình vẫn có thể chống trả được với một cái mức máu cao. Wow. Trông dã man vậy. Sắp đủ cho nữa đấy. Ui, bộ level 3 hết rồi. Luôn rui này cũng level 7 rồi. Level 7 hết rồi các bạn. Đấy, chơi hệ Goblin, 4 con Goblin rồi. Kèm theo đó là Undead. Đây rồi. Gặp luôn Queen ở cái ván này. Gặp luôn cái Queen ở ván này đây. Mạnh quá. Gặp top 1 thì cố lên nào. Cố ăn thêm một chút nữa. Đó. Lọt 3 con. Mất khoảng 9 máu. 6 máu thôi. Bạn mắc bay kia thì bây giờ có level 3 rồi thì đương nhiên là sẽ lên top 1 là điều đương nhiên. Vẫn chưa đủ. Thôi. Chấp nhận mất cái bolus để đưa một con móc phờ linh vào. Có con này nó sẽ thay đổi nhiều cái cục diện trận đấu khi mà nó đóng vai trò là quấy rối hàng ngũ team địch. Kèm theo cái hệ hiệu ứng Elemental. Sẽ giúp ích được rất nhiều cho mình. Câu kéo cái thời gian để Magic đằng sau có thể. Ui, gặp cái nhà mạnh cái này. Nhà này level 3. Ui, nhưng mà mình ăn các bạn. Đó, wow. Hay không các bạn? Ui, nhưng mà con gấu này có vẻ khỏe quá. Hay quá. Đấy. Mình cứ xây dựng đúng theo cái lối chiến thuật
đúng cái bài thôi, đúng cái bài mà mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi ấy. Kể cả là chơi với cả Queen không có vấn đề gì hết các bạn nhé. Chơi với Queen thì chơi thôi. Wow, skill rất hay luôn. Kết hợp với cả một cái lướt và một cái xoẹt. Nhưng mà thua. Way to climb. Cũng hay đấy. Các bạn sẽ thấy là họ đều chơi theo cái lối chiến thuật là có con nào chơi con đấy. Cứ hiện ra con nào chơi con đấy thôi. Kết hợp thế nào cho nó mạnh nhất là được. Họ cũng sẽ không giữ tiền đâu. Họ sẽ bung tiền để có thể up level 2 nhanh. Mấy bách kia thì có vẻ là nhân phẩm là khá là cao đây. Nhưng mà bây giờ đã level 2 hết rồi. Và có ở level 3 rồi. Xây dựng hệ thống Clay rồng đây. Team Clay cũng rồng. Team Clay cộng rồng thì nhiều bạn có hỏi mình cái cách counter. Thì hôm nay mình gặp nó đây thì tí nữa mình đánh xem là mình có đánh được cái team này không. Clay cộng rồng nhưng mà giai đoạn giữa game thì cũng thọt lắm. 28% rồi. Đây, Assassin với cả Goblin đây. Vẫn khá là mạnh khi đang ở top 3. Xây dựng theo cái lối Assassin. Nhưng mà không ăn top 1. Đấy. Wow. Nhìn này, khiếp chưa? Ba con level 3 rồi. Nhân phẩm cứ phải gọi là vô đối luôn đúng không các bạn? Đúng như mình nhận định ban đầu. Khi mà có một cái con luôn được lui quá sớm như thế thì mọi thứ nó đều trở nên là quá là easy luôn. Mình vẫn mong có được cái MM vứt cho Tai Ly nhưng mà không ra. Hơi đen chăng? Là SF thì vẫn level 1. SF Razo những con đam chính giờ vẫn đang level 1. Cần phải có thêm cái lượng disable bởi vì bây giờ cái lượng đam nó nhiều nhất nó lại rơi vào cái con Keep of the Light cơ. Tí nữa sẽ xây dựng một cái đội hình hòa đa đến chết. Mình sẽ để dành cái con Medusa ở dưới này. Level 9, level 10 sẽ cho vào. Ua. Mạnh thế. Nhưng mà skill khéo quá. Đó, ui. Nhưng vẫn thua. Thôi thì cũng đỡ đỡ được phần nào. Chứ cái team này nhìn trông mạnh quá. Way to climb. Mình level 8 rồi mà mình vẫn không đỡ được này. Rồi bán đi. Bán con Jack Clark đi. Mua Morphling. Sau này cái đội hình của mình sẽ không có Jack Clark nữa. Từ đầu game đến giờ mua đúng một con.
level 1 vứt luôn. Mình sẽ xây dựng một cái con khác vào vị trí đó. Đây rồi. Lóc lại. Không kịp. Có hai team rồng, hai team chơi rồng. Một team là Assassin. À không phải, một team nó là Ủa, có ăn được không nhỉ? Cố lên nào. Ui, mạnh lắm, không ăn được đâu. Thôi xong. Nhưng không sao cả. Mình thua thì mình có cái loss streak thôi. Mất ít máu thôi mà, hai máu thôi. Chơi họ rất là sống rất là dai nhá. Tài ly lên level 3 rồi. Chơi đến cái mức 9% thôi nhưng mà cũng rất là kiên cường cơ mà. Họ có thể là vẫn sống được đến cái giây phút này. Qua 2-3 cái lượt rồi vẫn chưa bị lên bảng điểm số. Không có con gì để mua. Đây rồi, móc link. Team Assassin đây, của Singum Proxy đây. Mạnh quá. Ua. Nhưng mà đó, các bạn thấy không? Nó có một cái giây, một cái phút, đúng cái thời điểm đó khi mà tất cả những cái skill nó được tung ra và nó trúng đích thì là thôi, bay cả đàn luôn. Kiểm tra là mạnh quá, mạnh quá. Kiểm tra cái ông top 1 thì trông đã thấy là khiếp rồi. Khiếp quá. 6 assassin. Chưa đủ, mới có 5 con. Ua, cái đội hình này là cái đội hình gì thế này? Trông nó lại khủng khiếp vậy. Top 4. Đã có thai rồi đấy. Còn đây chính là queen của chúng ta. Đủ 4 con tròn. 4 con tròn cộng với cái đội hình hút máu. Mạnh quá. Ua. Mình thì gặp top 1 đây. Mình ăn được cả top 1 luôn các bạn. Xây dựng một cái đội hình như của mình thì sẽ chống được cái bọn Assassin rất là dễ sau này. Nhưng mà đang lo lắng về cái vụ là Queen giờ đang chơi nó là Tron. Đây. Tron Undead. Tron Undead kết hợp với cả... Ui, có một con Disruptor level 2 rồi cơ. Căng đây. Cái này thì mình vẫn ăn được. Chỉ cần một cái dây mình tung ra được hết tất cả các skill thôi. Ua, cái con tài lì bóp quá. Có thai đây rồi. Có thai và có cả móc flink. Cố gắng xây dựng một cái đội hình mà nó nhiều disable. Để nó có thể câu kéo được đến cái thời điểm mà tung cái bộ skill được hết ra. Đó. Cố gắng gom lại vào một chỗ. Gom tất cả các cái địch thủ vào chỗ con Tai Ly. Mất nhiều máu quá.
Bây giờ mới có SF level 2 đây này. Round thứ 27, late game rồi. Còn cái con Razo kia không biết đến bao giờ mới lên level 2 đây. Cái lượng đam xét thương phép bây giờ nó đang hơi bị yếu một chút. Bây giờ họ có level 3 máu rất là nhiều. Đủ 6 con assassin rồi đây. Goblin cộng với cả rồng. Mình ăn. Skill khéo quá. Bây giờ mới có thể loại được cái top best ra khỏi trận đấu. Kiên cường thật đấy. Nhìn Queen này. Wow. Trông cái đội hình. Tron level 2 rồi. Ba cái con Medusa ở dưới rồi. Không hiểu sao vẫn chưa đưa lên. Không ghép vào đi. Trông có vẻ lên level 9 là đưa Medusa vào thì là cũng là toang rồi. Ui, gặp luôn Queen ở cái lượt này đây. Không ăn được rồi, mạnh quá. Mạnh quá các bạn. Cái đội hình mà nó đánh xa chứ nó không hề đánh gần. Nên là cái hiệu ứng Elemental của mình nó vứt đi. Kèm theo cái việc là nó hút máu, rồi nó tiếp máu. Nên cái việc dồn sát thương nó phải dồn cùng một lúc cơ. Còn nếu mà nó dồn mà để nó sống ý, thì không ăn thua. Có Enigma rồi. Nhưng mà Enigma level 1 yếu lắm. Máu bé. Không tung được trưởng thì là cũng là toang thôi các bạn ạ. Giờ làm nào để có con Razo ạ mới là quan trọng. Razo bây giờ vẫn có đúng một con. Hay lắm. Ui nhìn cái skill kìa các bạn ơi. Ui. Ui nhưng mà vẫn thua thế mới đau. Vẫn thua. Team trâu quá. Team họ trâu quá. Xui cái gì ông ơi. Đây mới là xui đây này. Toàn level 1. Đội hình level 1. Cố nào, cố ăn ba con này đi xem nào. Có ăn được không à? Ăn đi nào. Ăn được, ăn được, ăn được. Ủa sao nhiều mặt lạ hút máu thế này. Trời ơi. Có một con Disruptor. Disruptor có mua không nhỉ? Bây giờ mua thì phải bán cái con nào đi, không là sẽ mất cái bolus. Bây giờ gặp Singum Proxy với cái hàng đội hình Queen level 3. Queen of Pain level 3 rồi. Rồi thì BH cũng level 3 rồi. Đội hình Assassin.
Ui nhưng mà vẫn ăn các bạn ạ. Singum Proxy ấy bị loại ấy nhá. Có bạn bảo là vực cực cờ 4 element. Đúng rồi. Đúng thế. Quá là vực cực cờ luôn các bạn ạ. Ôi thôi chết rồi, đen rồi, tính toán sai các bạn ạ. Không lên được level 10, thiếu một. Thôi, đợi lượt sau rồi lên cho nó đỡ phí tiền. Tính toán hơi sai một chút chăng. Gặp ngay, ui thôi, AC. Có cái món đồ này thì khả năng cao là mình toát rồi. Một cái món đồ mà nó là món đồ 5 sao trong cái game này. Cố giết lốt. Đấy, nói chung là người ta là queen ý, xong người ta lại còn đánh hay thì còn ca may thì thôi. Mình chỉ cần một cái mơ mờ thôi mà cũng khó. Thay đổi một chút cái đội hình. Giờ mình cũng đang top 2 chứ, nhưng mà đang bị thua. Đang có vẻ là không đánh lại top 4. Gặp top 1 thì sao? Top 1 thì có vẻ là mình sẽ ăn đấy. Ui, nhìn những cái skill của mình kìa các bạn. Wow. Rất là đẹp mắt luôn đúng không? Rất đã mắt. Wow, mình vươn lên top 1 rồi. Cho một con Razor đi nào. Không được một con Razor rồi nhỉ. Thử xem. Không được thì bỏ ra. Wow. Thua rồi. Mạnh quá. Team của họ nhiều máu quá. Châu. Level 3 hết rồi. Hai con thai. Đây rồi. Ôi xôi. Bóp thật. Sắp dẹo rồi các bạn ạ. Bây giờ mới ra Razor. Muộn quá. Medusa level 2. Được.
Cô ăn được không? Ui, nhìn kìa. Nhìn nó có cái AC kìa. Rồi, mạnh vậy. Tưởng là ăn rồi cuối cùng là cũng không ăn được. Mạnh quá. 5%. Time to shove off. Step lively now. Your admiral is... Thêm một con Kun Ka nữa xem sao. Thêm cái lượng disable. Hai cái thuyền. Mà thực ra thì cái hiệu ứng elemental này nó sẽ không có tác dụng với cả cái bọn hunter này đâu. Hai cái thuyền. Ui. Có thắng không? Không thắng được, mạnh quá. Hứng quá. Thua rồi. Top 3. Ua. Xem Queen với cả Clyde 9 xem thế nào nào. Nói chung là Queen thì họ đánh vẫn cứ là hay thôi. Đấy, anh em vào giao lưu cho biết. Đội hình Undead có Thai level 2, Medusa level 2, Doom. Có vẻ rất là ngon đây. Queen thì cũng mệt đấy. Không biết có ăn được không. Có lợi thế ở cái AC kèm theo một cái lượng disable khủng thì vẫn ăn, vẫn ăn được. Các bạn nhìn được cái AC của cái con, ui rồi, con tròn khỏe quá. Kèo này căng kéo phết. Anh em xem căng như kìa. 5% với 8% thì ông nào thua thì là thua thôi. Thua một trận là thua luôn. Lượt này chắc là lượt cuối rồi đây. Chắc là sau cái trận này thì mình sẽ đánh thêm một cái trận nữa. Lại vào cái lobby này xem. Có thể là thay đổi một vài cái chiến thuật của mình xem. Trận trước là cũng có nhiều những cái suy nghĩ là nó chưa đúng lắm bởi vì mình lên counter vào cái thằng đánh giỏi nhất. Elemental thì nó không có tác dụng với cả cái hệ tròn rồi thì hunter này bởi vì nó toàn bắn xa. Nên là mình top 3 thì là cũng đúng thôi. Wow. Mình vẫn được một kẹo còn mọi người thì không có kẹo. Hôm nay mình mới chơi thôi. Top 3 được một kẹo. Đợi tí để ra lấy pass. Ra lấy pass vào lobby các bạn nhá. Vào hôm nay là chơi thử, vào đánh hai trận đi. Ở lobby của Queen. Và những bạn rank Queen với King thôi. Xem là nó như thế nào. Game today thì chỉ Clyde thôi. Không biết là có đánh nổi không. Làm thêm trận nữa nhá các bạn nhá. Đây rồi. Đây rồi, có pass đây rồi.
Yo, let's go. Nốt trận này thôi. Trận này cố gắng sẽ được cái thành tích cao hơn. Đánh thì vẫn là sẽ là những cái lối chiến thuật cũ thôi. Xây dựng một cái đội hình mạnh nhất để có thể ép được sân ngay từ đầu. Cố gắng làm sao để có quân cờ nào đánh quân cờ đấy. Cho con nào thì đánh con đấy thôi. Áp dụng với nhau để nó có thể tạo thành một cái đội hình mạnh nhất. Đấy các bạn ạ, chơi với cả những cái hệ thống rank mà nó cao lên một chút thì chỉ có thế thôi, chơi thế thôi chứ eco ấy kiếc thì là toác, toác ngay từ đầu luôn. Eco chơi khó lắm. Rank cao chơi không chơi được. Yo. Lóc đi bạn ơi. Ủa? Cú lừa chăng? Đây có thể là sẽ là ba con Tinker cuối cùng của trận đấu này chăng? Thôi cứ mua thôi, tội gì. Cơ hội tội gì mà không lóc đâu. Cứ lóc vào đã. Mình thì mình, các bạn nếu mà các bạn theo dõi mình từ những cái clip đầu tiên hay là những cái live stream đầu tiên thì chắc là các bạn cũng biết là mình rất ít khi mình chơi cái bộ Goblin. Rất ít. Vì mình thực ra là mình không thích chơi cái bộ này lắm. Ở giai đoạn giữa game cái khả năng mà nó gây sát thương là rất là kém và thường là nó phải có cái con SF đằng sau hoặc là con Razor bắc những cái con mà có thể gây đam được, còn cái team này thì nó không gây đam được. Lượng đam đến từ cái giai đoạn mid game nó rất là thấp, rất là ít. Và bây giờ ấy khi mà nó cái con Anchemist ấy nó thay đổi cái skill thì lại càng yếu hơn. Cái lượng gây ra sát thương nó càng yếu. Ngó qua tí. Xem thế nào. Bạn này tập trước là cũng top 1 một thời gian dài đây này. Chơi cái hệ Anchemist với cả Chon thì thực ra thì cũng là cũng có thể là kết hợp được khi mà bây giờ thay đổi cái skill cuối cùng của cái con Anchemist là tăng tốc thì đánh với cả Chon lại càng tăng tốc. Nhưng mà Chon thì nó phụ thuộc vào cái con Chon nhiều quá. Không mua được cái con đó ra thì là cũng là dẹo. Cứ có con gì mua con đấy thôi, làm sao nó mạnh thôi. Cứ xếp vào đây đã. Sẽ ưu tiên những cái đội hình mà nó dễ lên, dễ mạnh từ đầu để mình ép sân đã. Sau đấy mình sẽ dần dần mình sẽ đổi chiến thuật sau. Mình sẽ đổi dần để có thể counter được cái người mạnh nhất các bạn nhá. Còn bây giờ mình sẽ phải xây dựng một cái chiến thuật mà mình là mạnh đã. Và sau này mà họ bắt đầu chon chiếc các thứ thì mình tính sau đi. Mình sẽ rút kinh nghiệm một cái trận đầu tiên. Cứ mua hết thôi. Không có gì mà phải giữ tiền cả. Mua hết tích chữ đấy, sau này có một cái con hai con nữa lên level 2 thì là mình là có con level 2 mình cho vào luôn. Đó.
Ấy chà. Khiếp, hồi máu kinh thế. Tung trưởng đi bạn ơi. Hay lắm. Cứ mua hết tiền thôi. Quyết định là cái lượt 6 mình sẽ tăng level. Lượt này chưa tăng vội. Có thể chống trả được, có thể chống cự được. Nhưng mình chưa tăng ở cái lượt 5 này vội. Lượt này mình vẫn ăn được. Mình sẽ cố gắng là win streak thật nhiều. Sẽ giữ cái win streak này. Mua luôn mì cho vào đi. Cho nó càng trâu hơn. Cố gắng là sẽ vẫn thắng thôi. Chiến thắng nhiều, kiếm nhiều tiền. Còn bây giờ các bạn thấy đấy, đây này. Hắn cũng gọi là đang là top nhân phẩm luôn. Cũng đang đứng thứ nhất đấy. Gặp luôn Queen nhưng mà mình sẽ ăn thôi. Đó, cái lựa chọn mà mình cho cái con Omni Clive vào thì rất là hợp lý ở cái lượt vừa rồi, và mình vẫn có thể giữ được cái streak của mình. Còn Queen bây giờ đã mất streak rồi. Có thể là xanh sớm nhưng mà mình phải xanh luôn, mình phải lúc nào mình cũng phải giữ xanh. Nếu bạn không xanh thì hoặc là bạn xây dựng theo một cái lối nào đấy thì khả năng cao là toác, bởi vì ở đây người ta toàn chơi theo cái lối là có con nào chơi con đấy thôi, nên là mình cũng phải thế thôi. Không thể giữ một cái đội hình mà sau này mình phát triển được. Nên là mình cứ có gì chơi con đấy đã, làm sao cho nó mạnh nhất đã các bạn nhé. Còn tí nữa đến khoảng turn thứ 20 hoặc là 15, mình sẽ cố định một cái đội hình. Bây giờ mình cứ tạm thời mình lưu trữ một vài cái con ở đây. Lưu trữ một vài cái con là sau này có thể phát triển được. Tương lai, nó có tương lai một cái thì mình sẽ cho nó phát triển theo. Nhìn có vẻ là chơi theo cái kiểu là gì nhỉ? Warlock kết hợp với cả bọn mech chăng? Mười tiền rồi. Muốn mua con Puck quá nhỉ. Mình có thể để một con Puck để có thể sau này xây dựng đội hình rồng chăng, hoặc là đội hình Magic. Nhưng mà như thế thì mình sẽ mất một cái đồng bo lớp. Bán con Queen thì vậy.
quả này bị mất máu không không búp được. Omiclai bị mất mana, không có mana là búp, nhưng mà cái búp của mình thì hay quá. Team phải trâu lắm các bạn ạ. Mình kết hợp cái này để mình có thể trâu chó nhất rồi, không phải trâu hơn rồi. Thay đổi một chút cái đội hình xem sao. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. À, vừa lấy có con Enchan á. À, chắc là mình không để ý. Bây giờ đang nghĩ xem là có lên dưới con Omni Clay này không? Hay là mình sẽ bán đi và mình phát triển một cái bộ gì đó. Ở đây có hai hướng phát triển, một là mình đi theo. Xem nào, một con Enchan nữa đây. Mua luôn. Mình sẽ đi theo cái hướng châu chó. Cái hướng mà sẽ là 6 Goblin. Liệu có lên đi theo cái hướng đó không nhỉ? Không. Vì bản thân cái hướng đó bây giờ nó đang rất là thiếu đam. Ở phiên bản mới này thì không có đam đâu. Xem nào. Xem qua một chút đội hình tinh bạn. Bây giờ mình cần phải có một lượng đam nhất định. Có một đội hình là build thật lối là có TB này. Bán đi. Mình sẽ không chơi kiểu búp máu châu chó nữa. Mình sẽ chuyển dần dần. Thôi, cho Enchan vào thay cho SF đi. Cứ để tạm cái con Clock ở đây, biết đâu lại có thể lên được Clock 2. Mình cứ ưu tiên những cái con level 2 vào thôi. Đây có một đội là phát triển theo hướng là Hunter đây. Hunter Undead. Trừ giáp khá là ghê. Hunter, có một team Hunter. Đang nghĩ đến cái việc là sẽ chuyển hướng dần. Đây ở đây mình đã tích sẵn, các bạn có thể nhìn ở dưới này. Tích sẵn là có con Puck và con Orc Mage rồi. Orc Mage.
Xem phó lại theo cái hướng tròn, có vẻ là bài tủ của Queen đây. Nhưng mà tập trước cũng chơi như thế mà tập này cũng lại chơi lại cái bài vừa nãy chăng? Giờ cái lượng máu hồi của mình nó rất là khủng khiếp nên là trâu lắm. Mình vẫn sẽ là top 1. Khi mà các bạn là top 1 rồi thì các bạn nên cố gắng duy trì nó. Duy trì cái top 1 đó để bạn có thể chưa lên được level 7 thêm một phát nữa chăng? Thôi, thế thôi, không mua nữa. Lượt sau là lên 50 tiền rồi. Lượt này chắc là thắng thôi. Nhà này chơi giống kiểu Eco các bạn. Không thấy mua lính, không thấy mua đồ. À, Element à. Chơi cái bài của mình ở trận 1 à. Nhưng mà mình thì mình không sợ Element. Trận này mình sẽ hướng tới dần dần, mình sẽ chuyển hướng. Ở cái giai đoạn này mình thấy là chỉ có một nhà duy nhất chơi được cái Hunter thôi. Để sau này họ có thể phát triển lên theo cái hướng là có cái Laga. Thì bây giờ mình sẽ dần dần mình sẽ bán đi. Mình chuyển hướng dần các bạn nhé, bán đi. Có giữ con Pack không này, thay con Keep of the Line nhỉ? Có lẽ là mình sẽ mua cái vào Zalai đi. Cứ để đây đã. Ba con mết rồi. Mình sẽ thay đổi dần dần nhá các bạn nhá. Bây giờ mình nhận thấy là nếu mà mình chuyển hướng ra cái hướng mết thì nó sẽ hay hơn cái việc là mình cứ đi theo, mình cứ giữ cái bộ Goblin. Không biết là có lên nổi không. Khi mà cái bộ Goblin bây giờ thì nó khá là phụ thuộc vào cái con bom và con Anchemit. Khi mà phải lên 6 con cơ. 6 con Goblin rất là mất thời gian. Và cái lượng đam gây ra thì không có nhiều. Mình cần một cái lượng đam để mình có thể kết liễu đối thủ nhanh. Còn cái team ở trên bàn cờ này thì về càng về sau nó sẽ càng phế thôi. Nên là ví dụ như hai con Enchant này sau này có thể nó sẽ bán đi. Mình sẽ cố gắng mình up level thật nhanh các bạn nhé. Bây giờ là cái thời điểm bây giờ mình chỉ giữ tiền mình up level thôi. Mình mặc kệ nó đi. Tất cả đồ vứt cho em Chin hết. Để có thể là protect chúng ta. Bảo vệ chúng ta qua những cái giai đoạn khó khăn này. Những cái giai đoạn này mình sẽ giữ tiền. Mình quyết định là có thể là sẽ thọt một chút. Có thể là mất máu. Có thể là mất streak. Nhưng mà mình sẽ quyết định là giữ tiền để up level các bạn nhé. Mình sẽ up level nhanh nhất có thể để lên level 10. Còn SF đến bây giờ mà vẫn mới bán con gì ấy nhỉ? Cho tạm thời cho Keep of the Line vào đã. Mua SF. Ở đây có cái con Legrofort, mình có thể chọn đi theo cái đường gọi là Goblin rồi thì Warlock. Nhưng mà thôi, vì mình quyết định là sẽ không chơi theo cái đường Goblin đâu. Goblin thì nó chỉ gắn bó với mình ở cái giai đoạn đầu thôi. Còn đến cái giai đoạn này thì dần dần mình sẽ bán hết. Kể cả là có được level 2, mình cũng sẽ bán hết cái bọn Goblin này đi. Mình sẽ xây dựng
lại cái đội hình này. Ở cái round thứ 20 là chúng ta có thể xây dựng lại cái đội hình rồi, để chuẩn bị đến một cái late game. Như các bạn thấy là nếu mà chơi trò này ấy, mà các bạn cứ như là các bạn tiểu mục đồng kia ấy, thì chắc chắn là sẽ toang, bởi vì giữ tiền là một cái gì đấy mà nó không lên. Có những lúc mình cần phải xoay ra, hoặc có những lúc mình phải up level thì mình phải tung hết cái tiền ra. Còn cái một cái lối chiến thuật mà hay ho nhất đấy chính là mình chơi ngay từ đầu, mình lên ép sân để mình được top 1. Đấy, lúc đó mình có quyền là giữ tiền. Khi mình đã mạnh rồi, mình có thể chống được, chống chọi được với cả những cái đội hình ở trên bàn cờ thì mình có quyền giữ tiền các bạn nhé. Còn giữ tiền ở cái thời điểm mà mình yếu máu ấy, thì nó thực sự là rất là không lên luôn. Chơi eco thì dễ toác lắm. Tuy nhiên là các bạn ấy sẽ chơi eco thì các bạn ấy sẽ đến cái giai đoạn mà máu yếu ấy. Mua con deny đã. Giai đoạn máu yếu ấy thì các bạn ấy sẽ dãy giụa cực mạnh. Sẽ dãy giụa cực mạnh đấy. Vì lúc đó thì tiền của họ tương đương với mình. Đấy. Queen vẫn đang chơi đây, cái chiến thuật đó là gọi là ôm một con tròn kết hợp với cả undead. Rồi Warlock vẫn là cái con co chính của anh ấy, vẫn là cái con tròn. Gặp luôn ở đây luôn. Chơi cái kiểu hút máu rồi tiếp máu đây. Ây chà, mạnh chưa? Các bạn thấy không? Đấy, người ta là Queen thì đương nhiên là người ta sẽ có những cái chiến thuật hợp lý để người ta ăn mình rồi. Các bạn thấy không? Wow. Con tròn này còn có cả mặt lạ hút máu MOM nữa. Thế thì đỡ làm sao? Team Berserk lên level 2 rồi. Tròn thì đủ bộ tròn rồi. Team Berserk lock đều level 2 hết. Thế là cái đội đó ấy, nhìn thế thôi. Nhìn trên cái bản đồ này thôi. Nhưng mà mình bây giờ đang yếu hơn. Bởi vì bản thân mình là bây giờ cái con đia đam chính của mình ấy, hai cái con chính là con Keep of the Line và con SF nó vẫn level 1 các bạn ạ. Một level nữa. Mình quyết định sẽ không up 9 mà đợi một level nữa. Đợi một lượt nữa. Tiết kiệm tiền. Tân này là tân quái mà. Ui nhưng mà có vẻ như là, trông có vẻ như là thốn quá. Cái quái gì mạnh thế. Thôi xong. Thôi xong rồi, không ăn được rồi. Mất một cái đồ gì đó. Không ăn được đồ hết được cái lượt này, hơi phí một tí. Thôi. Ở đây mình sẽ thêm một chút silence. Bán một con enchant đi, không cần thiết nữa. Đã đến cái giai đoạn mà turn thứ 21, mình sẽ dần dần mình sẽ biến đổi cái team này. Chuyển đổi cơ cấu của nó một chút sao cho nó phù hợp với cả cái late game. Ui, đội này là đội Hunter Demon này, các bạn thấy không? Khi sưu tập được con TB và con AM. Chơi cái bộ Demon Hunter thì chắc là phải một thời gian nữa mới mạnh được. Về lết cơ. Giai đoạn này nó vẫn chưa phải giai đoạn đó. Mình sẽ cố gắng là
Rồi một con Timbersaw. Mình sẽ cố gắng là nếu mà có một con nào ở trong đội hình thì mình sẽ mua, còn không thì mình sẽ ưu tiên được cái việc up level hơn để mình có thể được level 5, à cái level 10 thật nhanh để có thể mua tướng level 5 các bạn nhá. Tiểu mục đồng chơi cái hướng Hunter. Đây nó chính là một cái đối thủ mà tương lai rất là khó nhằn đây. Khi mà họ chơi theo cái hướng Hunter và mình đã bắt đầu biến đổi sang cái hướng là Magic Dam rồi. Không biết là nó có phải là một quyết định đúng đắn của mình không? Khi mà mình đang cố để xoay theo cái việc là counter lại Queen. Vì mình sợ là sau này rồi thế nào thì bạn Queen bạn ấy cũng sẽ là lên top thôi. Bán luôn BH đi, không dùng nữa. Mình là mình hơi đen một tí rồi vì bây giờ đến turn thứ 23 rồi. 23 rồi các bạn ạ, mà bây giờ con SF của mình vẫn level 1. Còn các nhà khác thì SF của họ đã có thể là hai con level 2 rồi đấy. Và bây giờ mình đang có một cái con co chính mà mình chưa ra, đấy chính là con Razo. Mình đang rất cần con Razo các bạn ạ. Nhìn cái đội hình này như thế thôi nhưng nó rất là thiếu đam. Wow, vừa nhắc ra cái thì nó ra luôn. Đánh hay thì không bằng cam hay các anh em ơi. Anh em ơi, chính xác nó là như thế luôn. Đây rồi. Hay lắm, nhiều khi là cũng phải hy sinh một tí. Ron mấy lượt. Chứ còn cũng không om tiền mà lên level 10. Trong khi là đang thiếu cái con chủ chốt ngon quá bây giờ. Cái con Keep of the Line và con SF của mình lên level 2 thì nó khác hẳn luôn đấy nhá các bạn nhé. Chơi rồng với cả wow, không ăn được. Đó các bạn thấy không, khi mà mình lên được hai con đó level 2 thì ui sao con rồng này nó mạnh vậy. Không ăn được. Mình ăn rồi. Được. Khi lên level 2 nó khác hẳn luôn đấy bạn. Mặc dù là lúc đầu là mình có cái lợi thế là đông hơn thôi. Nhưng mà về sức mạnh thì là nó chưa đủ. Đến những cái giai đoạn này mình sẽ củng cố sức mạnh của cái đội hình này các bạn nhé. Bây giờ mình đang phân vân không biết nên có nên bán cái con Enchant không. Tạm thời mình vẫn sẽ giữ lại Enchant. Sau này mình sẽ có con Razo 2 mình sẽ thay vào. Thay cho Enchant. Hay lắm. Enchant trước khi chết còn tung được quả skill thì ngon rồi. Khi mà mình xây dựng một cái đội hình này thì mình counter trực tiếp vào bạn Queen. Các bạn sẽ xem đây. Bạn Queen bạn ý chủ yếu là bạn ý nó là một cái kiểu hồi máu và tiếp cận gần. Rất có nhiều thời gian để cho mình tung được một cái skill mà bay hết cả đội. Nó không hề nó là một cái dạng như kiểu là Hunter bắn từ xa, kháng phép. Nó phải tiếp cận như cái team này thì là mình sẽ phải ăn đòn đây. Mình khẳng định luôn. À, team này nó là một cái team counter mình nên là khi mà mình phát triển cái đội như thế này thì khá là khó đấy. Khá là khó để ăn được. Đó. Các bạn sẽ thấy là mặc dù là cũng tung ra được trưởng nhưng mà không ăn thua.
Nhưng mà không sao, Tiểu Mục Đồng đã gọi là bay rồi. Lượt này là lượt cuối cùng của bạn ý. Và mình không có cái gì lo lắng nữa cho cái top 1, cái vị trí top 1 của mình nữa. Bây giờ mình vẫn sẽ tuân thủ theo cái hướng phát triển của mình ngay từ đầu, đó chính là việc phát triển nó lên theo cái hướng là dồn đam Magic thật là mạnh. Chỉ khi đó mình mới có thể thắng được một cái team mà nó toàn là tiếp máu với hút máu thôi. Khi mà mình dồn lực một phát sốc đam chỉ một lượt thôi, duy nhất thôi, bay cả team luôn các bạn nhé. Mắc bay này chính là cái bạn mà rất hay đánh là được top 1 ở ban đầu, top 2 ban đầu, nhưng mà về sau thì có vẻ là đội hình chưa được hoàn thiện lắm nên là hay toang về cuối. Đó. Mặc dù là có thể cái bạn này bạn ý đang top 2 đấy, nhưng mà khả năng top 2 của bạn ý là không cao đâu. Mình đánh với bạn ý cái trận vừa rồi rồi nên là mình cũng biết. Thôi cứ đợi rồi, không cần thiết phải up. Mình vẫn đang top 1. Lượt sau lên level 10 cũng được. Đấy, bây giờ chỉ còn mình với cả Queen thôi. Với cái đội hình Queen bây giờ vẫn đang xoay sở để counter lại mình đây. Khi mà bây giờ mình đang ở top 1 thì bạn ấy sẽ đang tìm cách để counter lại mình bằng cách là giữ con Medusa. Và đã thấy có một cái con Slada ở trong đó rồi. Nó đã tăng cái lượng kháng phép lên 30% một cái phiên bản này, giúp bạn ấy có thể trâu hơn trong combat, giúp bạn ấy có thể sống sót qua được một cái lượt sốc đam của mình, thì qua được cái lượt đó thì bạn ấy thắng thôi. Chỉ cần qua được một cái lượt sốc đam ấy thì cái team Magic của mình phế, bởi vì đợi đến cái lượt sau thì khả năng cao là chết hết rồi. Đây rồi, nhân vật quan trọng của chúng ta đây rồi. Mình bán Enchant đi như đã nói. Bây giờ các bạn thấy đấy là mình đã xây dựng cái đội hình đầy đủ với 3 mét ở trên bàn cờ. Thì bây giờ nói chung ý, nó là đến cái giây phút này thì nó đã là một cái đội hình mạnh rồi, mạnh nhất rồi, có thể rồi. Nên là mình sẽ không còn lo lắng cái việc là có ai đó có thể thắng được mình nữa. Bởi vì bây giờ những cái đối thủ mà chơi theo cái bộ Hunter là đã bị loại hết rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ gặp những cái bộ nó giống mình thôi. Nhận thấy là ở trên bản đồ này có vài người cũng chơi theo cái hướng là mết. Bây giờ mình sẽ dồn hết đồ cho con thai để nó có thể sống đến lúc nó tung một cái ravet các bạn nhá. Như vậy có vẻ là đủ rồi đấy. Một nghìn tám máu là đủ trâu rồi. Một con kiếp của Zer Lai nữa chăng? Mình sẽ dự trữ thêm một con kiếp của Zer Lai nữa. Ở đây sẽ mình lóc lại vì không kịp. Nếu mà mình có hai cái con kiếp của Zer Lai này thì cái khả năng mà dồn đam ở cái giai đoạn ấy mà sau một lượt kháng phép có thể là 30% đó của Queen ấy, nó có thể sống sót được sau một lượt dồn đam. Nhưng nếu có thêm một con kiếp của Zerlai thì nó lại là chuyện khác, nó sẽ là hai lượt bắn và cái số máu ít ỏi còn lại có thể là nó sẽ không thể sống sót được sau một cái lượt bắn nữa của kiếp của Zerlai. Còn Tinker bây giờ có vẻ như là hơi vô dụng, Tinker hơi bị vô dụng, cho kiếp của Zerlai vào thôi. Các bạn thấy đấy, mặc dù ban đầu mình đã xây dựng một cái bộ Goblin nhưng mà bây giờ thì không. Chỉ còn duy nhất một con thôi, đó chính là con Timber. Ở đây mình đã gặp bạn Queen đây rồi. Và các bạn hãy xem nhé, xem cái lượng dồn đan của mình sao.
Đó, các bạn thấy không? Mặc dù là có thể Erazo cái lượt đầu của nó thì không chết hết, nhưng cái lượt thứ hai thì nó là chết hết. Bây giờ mình mới có con Medusa 2 đây. Đội hình chỉ toàn 2 sao thôi, không có một con nào 3 sao hết. Và cái chiến thuật của mình là ép sân ngay từ đầu và kết thúc trận đấu sớm, không cố kéo dài với lết, chỉ kết thấp kết thúc cái trận đấu ở tầm đây. Bây giờ là turn thứ 32 và mình sẽ kết thúc sớm thôi, mình sẽ không kéo dài đâu, vì thực sự là nó là phong cách chơi rồi, không thích chơi những cái con level 5 nhiều. Các bạn thấy là cái lượng dồn đam của mình nó rất lớn. Xong rồi, mình đã có thể loại bỏ được Queen ra. Và bây giờ chỉ còn duy nhất các bạn đang ở top 2 thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình thắng rồi, bởi vì thực sự là cái team của mình nó counter chặt hai cái team top 1, top 2, top 3 nên là gần như là họ không có cửa để thắng mình trận này. Mặc dù là có thể là có kháng phép đấy, nhưng lại phải đi đến gần, lại phải tiếp cận. Chính vì thế nên cái độ tụ của nó sẽ tụ, nó sẽ túm tụm lại vào một chỗ. Nó khác với việc là bạn chơi một cái bộ mà nó là bộ kể cả là họ có giãn đội hình ra nhưng cuối cùng họ sẽ lại tụ vào một chỗ thôi. Nó khác với việc là chơi một cái đội hình mà nó là Hunter. Đó. Và đây nó sẽ là kết thúc. Wow. Hay quá các bạn ạ. Ủa, ăn được 4 kẹo. Thôi, chắc là cái buổi hôm nay thì cũng chỉ chơi hai trận như này thôi. Thì bây giờ cũng là phải có tí việc. Thì có gì thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Game today.